Có vẻ như là chị không biết quỳ là cái gì hả? Thì để đây em giúp chị nhá. Mẹ! Anh bình tĩnh, em có đấy. Nhẹ nhàng nói chuyện được mà. Nước à? Nước! Rau thế à? Không bán được mớ nào à? Con xin lỗi ạ. Con không biết tại sao lại ế như thế ạ. Lỗi cái gì? Cái loại vịt rời như mày ý, con mà nuôi tốn cơm tốn gạo, bán có mớ rau cũng không xong. Hết tiền rồi mẹ ơi. Rồi. Cứ đi vào nhà ăn cơm đi, rồi mẹ đưa cho. Đi. Còn mày nhá, không được đi đâu cả. Không kiếm ra đồng nào ấy thì chỉ có mà nhịn thôi. Mày quỳ ở ngoài này nhá, từ bây giờ đến ngày mai không được ăn cái gì cả, để cho mà nhớ. Có vẻ như là chị không biết quỳ là cái gì hả? Thì để đây em giúp chị nhá. Em giúp chị. Ngồi đây ăn đi con. Ăn đi. Cứ mặc xác ạ. Chị gái, trông có vẻ hơi đói nhở? Để em tiếp sức cho chị nhá. Phải ăn vào mới có sức mà quỳ tiếp được. Em trai là em trai quý chị gái nhất đấy. Này, làm đi hết. Như thế đã đủ no chưa? Thế là phải làm cái nữa nhỉ. To gan thật đấy, chị dám lén lút giấu tiền riêng vào trong con lợn này đúng không? Đây là tiền tiết kiệm của chị. Đưa đi. Tiết kiệm nào? Mẹ, có chuyện gì thế hả? Này, mẹ nhìn đi. Chị My dám lén lút giấu tiền riêng vào trong này này. Mà còn nữa mẹ ạ. Đây này. Không những lén lút giấu tiền mà ai còn giấu mẹ con mình đăng ký thi đại học đây này. À, con này, mày to gan nhỉ? Tao cho mày học hết lớp 12 là phúc cho nhà mày lắm rồi nhá. Còn bây giờ đi kiếm việc làm, lo cho cả cái nhà này. Không có thời gian mà học đại học đâu. Con đi học đại học thì có làm sao hả? Con tự làm, con tự tiết kiệm được tiền. Con có ngửa tay xin mẹ đồng nào đâu hả? Nhưng mà là tốn thời gian. Cái thời gian đấy mày đi kiếm tiền, lo cho tao, lo cho em mày. Chứ không có thời gian đi học đâu. Mẹ! Học cái gì nữa? Vỡ rồi.
Chỗ tiền này chắc cũng đủ trả tiền lãi tháng này. Hello, phải không? Anh. Cái này. Cậu là ai mà sao tự dưng cậu lại vào nhà tôi thế à? Mày lặn hơi kỹ đấy. Để anh mày tìm tận nhà mới chịu gặp đúng không? Anh Cường ơi. Ok, bình tĩnh. Anh bị sao đâu? Anh em mình. Anh bình tĩnh, em có đấy. Mày nhà có chuyện được mà đấy. Mày điên à? Tự dưng mày ở đâu mày đến đây mày đánh con tao thế à? Ôi trời con ơi. Giờ con đứng lên, con làm sao không hả con? Gia yêu của bà ấy vay nặng lãi bên tôi ở chơi cờ bạc. Năm ngoái năm nay mà không trả đồng nào cả. Giờ cả gốc lẫn lãi là cũng khoảng 300 triệu. Cái gì? Những 300 triệu á? Con ơi, mày làm gì mà những 300 triệu hả con? Nói ý tôi. Bây giờ ấy rất đơn giản. Một ấy là trả hết tiền. Hai là mạng gia yêu của bà. Bà chọn cái gì? Ôi, mày đừng có nói nữa. Mày xoay tiền trả anh Cường đi. Con không muốn chết đâu. Ôi cậu ơi, tôi xin cậu, tôi lạy cậu. Cậu xem thế nào, cho tôi giả từ từ. Mỗi tháng khoảng 2 đến 3 triệu được không cậu? Vui tính nhở. Tôi không phải ngân hàng. Để cho bà trả góp nhá. Một tuần. Một là trả. Không vì hậu quả. Cậu biết. Ôi dồi ôi cậu ơi. Ôi dồi ôi, những một tuần thì làm sao mà tôi xoay được 300 triệu. Mà tôi nói thật, tôi có bán cái nhà này đi thì mẹ con tôi biết chui vào đâu bây giờ. Tôi lạy cậu, cậu cho tôi trả thứ tư được không ạ? Chính, tôi có bảo bà là bán nhà đâu mà. Tôi thấy nhà bà có thứ khác đáng giá hơn mà. Ý cậu là... Này, tôi bày cho bà một cách nhé. Tôi đang có đầu mối gọi là tuyển vợ cho mấy thằng Trung Quốc mà thế mà giàu ấy. Điều cách đơn giản, xinh đẹp, khỏe mạnh, thế là được. Này nhá, mỗi 300 nhá, 400 nhá, mà cả tỷ mỗi. Như nào? Xin nhiên thế nào? Ôi trời, vâng, để tôi tính ạ. Chốt nhá. Dạ. Tự sắp xếp đấy. Dạ vâng ạ. Ôi trời ơi, con ơi hả con? Mày làm thế này thì tao sống làm sao được? Bây giờ phải làm thế nào? Bỏ ra. Mẹ ơi. Mẹ ơi làm gì? Mẹ đang nhớ nữa rồi mẹ ơi. Bỏ ra. Không thì mồm vào. Khóa cửa lại. Nhưng mà mẹ ơi con hứa, con sẽ không đi học đại học nữa đâu ạ. Mẹ ơi con sẽ ở nhà chăm chỉ mà mẹ ơi. Con gái à, này, mẹ mua váy này, rồi phấn son này, con trang điểm cho thật đẹp vào nhá, rồi tí nữa có người đến đón. Đón đi hả? Đón con đi đâu hả? Đi lấy chồng chứ còn đi đâu nữa. Con xinh đẹp giống mẹ như thế này, cho nên là được giá phết đấy. Con lại lấy chồng hả? Mà con lấy ai hả? Ông ấy là đại gia, 50 tuổi rồi, đang buôn vải bên Trung Quốc, giàu lắm nhá. Này, ông đưa ra cái giá 500 triệu đấy con ạ. Mẹ bán con cho người ta với cái giá chỉ 500 triệu thôi hả? Thế là được giá rồi còn gì nữa. Chứ không bán chị đi, lấy đâu ra tiền mà trả nợ cho em trai chị đi nào. Mẹ ơi, tại sao nó nợ con lại phải trả tiền hả? Con cũng là con gái của mẹ mà. Mẹ không thương xót con dù chỉ một lần hả? Sao mẹ ác độc như thế hả? Nhưng mày là con gái, là vịt rời. Còn nó là cháu đích tôn, nó sẽ là người hương hỏa cho cả cái gia đình này. Mày hiểu chưa? Đâu hết rồi? À dạ không, có đây rồi ạ. Này, liệu mà trang điểm ăn mặc cho tử tế vào nhá.
Anh đến đúng giờ thế ạ? Chuyện anh rất làm ăn mà em. Sao rồi? Dạ xong hết cả rồi. Em nó đang ở trong nhà. Chết cả nhá. Dạ vâng ạ. Được đấy nhờ. Này em gái, đi với anh đi. Anh sẽ cho em một cuộc đời mới ở phía bên kia biên giới nhá. Mày điên à? Điên! Sao mặt mày? Anh Thắng! Có chuyện gì đấy anh? Mặt mũi này! Mua ăn gì nữa hả? Ôi dồi ôi con ơi! Mày! Anh cứ bình tĩnh để em tìm cách. Mày làm hỏng của tao vụ này! Anh cứ bình tĩnh. Chưa xong đâu. Em tìm cách giải quyết anh ơi. Anh. Ôi dồi ôi. Tôi biết rồi. Có là tôi chuyển liền. Thắng! Thắng! Tao nghe mấy bà hàng xóm mà đồn mày bán nhà có phải không? Có đúng như thế không? Đúng. Tôi bán đấy. Ôi giời ơi! Cái thằng nghịch tử này! Thì bây giờ mày muốn để tao sống hay là muốn tao chết nào? Cái gì mày cũng bán rồi, còn cái nhà mày bán nốt thì tao ở vào đâu? Mẹ thôi đi! Trời ơi! Mấy năm trời tôi đi tù để trốn nợ ông Cường. Bây giờ tôi ra tù rồi, tôi về nhà tôi chẳng có cái gì để làm cả. Tôi phải bán cái nhà đi để tiêu thôi, còn mọi chuyện tính sau. Thì mày không đi làm gì thì mày ở nhà mày trông nhà, rồi mày làm ruộng, mày bán rau với tao thì làm sao? Con với chàng gái thì này thì chết đi cho nó rồi. Thế bây giờ mẹ nghĩ là tôi làm được mấy công việc nặng nhọc đấy à? Mà suy cho cùng thì tất cả cũng là tại mẹ cơ. Mẹ nuông chiều tôi quá làm gì? Bây giờ tôi không có tiền để tiêu, mẹ cũng không chu cấp cho tôi nữa, thì tôi phải bán cái nhà đi thôi. Mẹ trách ai? Vậy là bao nhiêu tội lỗi mày đổ hết lên đầu tao chứ gì hả? Thử hỏi cái Mỹ nó bỏ nhà nó đi, bao nhiêu khách hàng đổ lên vai tao đây này, tao mệt mỏi lắm rồi mày có biết không? Giờ thì mẹ hiểu cảm giác của tôi rồi chứ? Mi, Mi phải không con? Chị Mi, chị biệt tích mấy năm nay, sao bây giờ chị quay lại đây? À, tôi là khách mua nhà. Vậy có nghĩa là chị là giám đốc mà văn phòng môi giới nhà đất giới thiệu với tôi. Con ơi, thế bao nhiêu năm nay con đi đâu, con ở đâu và con làm gì mà sao bây giờ khác thế hả con? Tôi bôn ba làm đủ thứ, chịu bao nhiêu cực khổ để có ngày hôm nay. Giờ đây tôi đến tôi lấy lại căn nhà này. Căn nhà này là tự tay bố tôi xây nên, tôi không thể để hai người hủy hoại nó như thế được. Giấy tờ và hợp đồng tôi cũng đã làm xong với bên môi giới, tiền cũng đã chuyển xong. Căn nhà này bây giờ là của tôi. Mời hai người ra khỏi đây. Con ơi, nhưng mà mẹ xin con, mẹ cắn rơm cắn cỏ mẹ lấy con. Con hãy để cho mẹ với em ở lại đây. Chứ bây giờ con đuổi mẹ với em ra đường thì mẹ biết ở đâu bây giờ. Dù gì thì chúng mình cũng là ruột thịt, cũng là máu mủ vậy không con? Bà còn nhớ vết sẹo này chứ. Chính tay tôi đã phải tự hủy hoại gương mặt của mình thoát khỏi bà. Máu mủ ruột thịt à? Tuy cái vết thương này nó lành rồi, nhưng mà vết thương trong lòng tôi thì chưa bao giờ lành cả. Thằng Thắng ấy, nó không xứng đáng làm người nhà tôi, và bà cũng không xứng đáng làm mẹ tôi. Thằng Thắng nó phá gia chi tử như ngày hôm nay là do sự nuông chiều và bao bọc của bà. Tôi cho hai mẹ con bà đúng trong ngày hôm nay dọn hết đồ ra khỏi đây, và đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Mi, Mi, vừa sức mẹ ra với ai đấy?
Hả? Mẹ đừng đi đi lại lại nữa, con chóng mặt quá. Ừ. Mà con nhớ là hồi con đi nghĩa vụ về, mẹ còn trả thêm đứng cổng đợi con ấy. Cái thằng này, con khác, cậu Thắng khác. Mẹ ở đây giúp việc cho nhà cậu ấy từ khi cậu ấy còn chưa sinh ra cơ. Đến khi bà chủ sinh ra cậu ấy nhá, chính tay mẹ là người đã chăm bẵm cậu ấy đến khi cậu ấy lớn lên, nên là gắn bó lắm đấy con ạ. À, con biết rồi. Lúc nào cậu Thắng, cậu Thắng. Chả biết ai mà con của mẹ. Ừ. Ông bà chủ dọn lên thành phố rồi, nhờ mẹ ở đây hương khói hộ. Chính vì thế nên mẹ con mình mới có chỗ mà ở đấy. Cái ngôi nhà này trước đây là to nhất làng đấy. Ôi giời ơi, cậu chủ về rồi. Để tôi kéo cho nó đỡ nặng nào. Thế đi đường có vất vả lắm không? Ôi giời, tôi là tôi thấy cậu gầy đi đây nhá. Thôi được rồi, cháu lớn rồi, cô cứ để cháu tự xách. Ừ thì khổ, tôi mừng quá, lâu lắm tôi mới được gặp cậu. Thế đi đường có mệt lắm không? Này cô Hương, rõ ràng cháu là con gái, cô phải quan tâm chăm sóc cháu hơn chứ. Sao cô chăm chăm vào anh cháu đấy? Mà anh ơi, gần đây có cái khách sạn 5 sao nào không? Cho em ra đấy ở đi, chứ nhà này cũ quá em không ở đâu. Em có biết ngôi nhà này đích thân ông nội mình xây lên không? Gia đình mình ở đây đến khi anh học lớp 8 mới chuyển đi cơ, nên là có rất nhiều kỷ niệm. Em không được phép chê nguồn cội mình như thế. À, thôi, thì mọi người vào nhà đi. Anh chị ăn cơm ạ. Thôi, hai anh em ăn cơm nhá. Không, hai mẹ con cứ ngồi xuống, ăn cơm với anh em con đã. Mình là người một nhà cơ mà. Ngồi đấy con, ngồi xuống. Đưa đũa cho mẹ này. Để con thấy cho. Đây, ăn nhiều vào, ăn nhiều vào cho khỏe. Hôm nay đi đường vất vả, không khách khí gì cả. Đấy. Rồi, hai mẹ con cũng ăn đi ạ. Ừ. Anh ăn canh tôm nhá, em nấu ngon lắm. Tôm thì anh không ăn được, anh bị dị ứng với tôm. Trùng hợp thế, mẹ em cũng dị ứng tôm này. Biết thế thì em không nấu. Thôi không sao, nhà mình ăn món khác được mà. Thì không ăn được tôm thì ăn món khác. Dạ. Đây, đây ăn đi. Dạ. Cháu ăn đi này, tự nhiên vào nhá. Dạ. Đấy. Anh. Em đang làm gì đấy? Em đang tỉa cây thôi. Cho anh thử được không? Anh đi du học lâu rồi nên cũng không cảm giác vườn tược là gì. Đây. Chỗ này này. Ui anh. Anh có sao không? Ui. Còn đau nhiều không anh? Không sao đâu. Ôi dồi ôi. Thế nào rồi? Ui dồi. Dạ. Có đau lắm không? Còn... Cái thằng này. Tại sao mày để cho cậu chủ bị đau thế này hả? Cường, không phải đâu, không phải lỗi tại Cường, mà là do con tự lấy kéo của Cường để tỉa cây thôi. Thôi, để tôi chăm sóc cho cậu nhá. Cường, đi ra chợ mua cho mẹ cân cam cái loại ngon nhất ý, về pha cho cậu uống. Đi. Thôi, cậu mệt thì cậu cứ nằm nghỉ đi, để tôi nấu cho cậu bát cháo nhá. Dạ vâng ạ. Chủ về rồi. Để tôi kéo cho nó đỡ nặng nào. Thế đi đường có vất vả lắm không? Ôi dồi, tôi là tôi thấy cậu gầy đi đây nhá. Tôi mừng quá, lâu lắm tôi mới được gặp cậu. Ăn nhiều vào, ăn nhiều vào cho khỏe. Hôm nay đi đường vất vả, không khách khí gì cả. Đấy. Rồi. Đấy. Rồi, hai mẹ con cũng ăn đi ạ. Tôm thì anh không ăn được, anh bị dị ứng với tôm. Trùng hợp thế, mẹ em cũng dị ứng tôm này. Biết thế em không nấu. Dạ. Có đau lắm không? Còn... Cái thằng này, tại sao mày để cho cậu chủ đau như này hả?
Cường, làm gì ở đây đấy? Em tìm anh mãi. Mà sao anh suy nghĩ đăm chiêu thế? Có chuyện gì à? My này, anh hỏi nhá. Trong trường hợp mối quan hệ như thế nào mà một người khóc khi thấy một người đau? Sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là hai người yêu nhau, tình cảm chân thành. Thế thì chỉ còn trường hợp thứ hai thôi, là máu mủ ruột thịt, người thân ý. Mẹ, con xin lỗi mẹ vì đã đánh nhau ạ. Con đừng gây phiền phức nữa nhá. Mẹ bận phải đi làm, mẹ không có thời gian đến trường con mãi được đâu. Mẹ ơi, có phải là con không phải là con ruột của mẹ không ạ? Con nói linh tinh cái gì thế à? Hả? Chả thế thì sao? Bình thường con thấy những người mẹ khác, mỗi lần mà con đi đánh nhau về, lúc nào cũng hỏi câu đầu tiên là con có sao không? Con có đau không? Nhưng mà con thấy mẹ cứ rửng rưng lạnh lùng với con. Là do tính mẹ từ nhỏ đã ít thể hiện tình cảm. Thôi, mẹ xin lỗi. Đi về. Anh Thắng bằng tuổi anh nhỉ? Không biết là sinh ngày bao nhiêu, chắc không phải tháng 4 đâu nhỉ? Ơ, sao anh biết? Bố em kể là cái hôm mà cô Hương đẻ anh xong ấy, thì hôm sau mẹ em đẻ anh Thắng mà. Cường ơi! Cường! Dạ? Ra bê cho mẹ cái thùng này, mẹ đau lưng quá! Dạ vâng ạ! Chào thế ạ! Để lên bê cho. Alo, phòng xét nghiệm ADN ạ? Tôi muốn gửi mẫu tóc. Dạ vâng ạ. Chắc do mình cả nghĩ quá thôi. Mình vẫn là con ruột của mẹ. Còn anh Thắng không liên quan gì cả. Rồi, tôi biết rồi. Cứ thế mà làm thôi. Thắng, chuyện sao rồi? Thằng Cường nó có nghi ngờ gì nữa không? Yên tâm đi, vụ thử ADN đã cho kết quả như chúng ta mong muốn. Thằng Cường không bao giờ nghi ngờ nữa. May mà trước đấy tôi vô tình phát hiện ra chuyện thằng Cường đang tìm hiểu thông tin xét nghiệm ADN, chứ không thì mọi chuyện đã vỡ lở rồi đấy. Cường ơi! Cường! Dạ? Ra bê cho mẹ cái thùng này, mẹ đau lưng quá. Dạ vâng ạ. Thế bây giờ định đi đâu?
tôi quay trở về thành phố. Cả một tập đoàn lớn đang chờ tôi điều hành. Không lẽ bà muốn tôi phải ở cái nơi xó xỉnh này mãi à? Không, mẹ không có ý đó. Cái gì cơ? Bà vừa sức mẹ ra với ai đấy? Thì ở đây chỉ có hai người thôi. Con cứ để cho mẹ xưng hô một tiếng để mẹ thỏa lòng. Vì con là con đẻ của mẹ, mẹ rất ruột đẻ ra. Để con có cuộc sống như ngày hôm nay, mẹ đã phải liều lĩnh rất nhiều và chịu đau khổ rất nhiều, con có biết không? Bà làm chuyện động trời như thế, tại sao bà không kín miệng thêm chút đi? Tại sao bà phải thể hiện tình cảm lộ liễu với tôi như thế để làm gì? Tại sao bà phải để tôi phát hiện ra bí mật này? Tôi không muốn biết chuyện này và tôi càng không muốn làm con trai của bà. Bà biết không, tôi dù có phải chết tôi vẫn muốn làm ma cho Tài Phiệt, bà có hiểu không? Con trai của mẹ, con có biết là mẹ lo lắng và mẹ nhớ con biết nhường nào không? Cố gắng sống tốt con nhé. Đây trở đi, mẹ không đòi hỏi bất cứ một thứ gì ở con cả. Con cứ sống như cuộc đời của con đang sống. Mẹ chỉ âm thầm theo dõi con thôi. Đúng, bà nói đúng rồi đấy. Bà có chết, bà cũng phải giữ kín bí mật này. Tôi không muốn quay trở về đây để trở thành con một bảo mẫu thấp kém như bà đâu. Mẹ đã hiểu. Alo. Anh muốn một người phải im lặng mãi mãi. Làm đi. Ngay! Lâu chưa? Thôi bị lâu rồi đấy. À, xin lỗi. Tay của em cũng có vết bớt giống bạn cũ của anh này. Ai mà trùng hợp thế ạ? À, người quen cũ của anh thôi. Thế có nhớ anh không? Tất nhiên là nhớ rồi. Đứng đây chờ anh,
Anh đi mua cho em chai nước để uống đỡ khát nhá. Cô ta là ai? Em phải nghe anh giải thích đã. Chuyện không phải như em nghĩ đâu. Chuyện không phải như tôi nghĩ á? Thế hóa ra bao nhiêu lâu nay anh cắm sừng tôi à? Anh à, anh không có cắm sừng em. Nhưng mà anh biết là thời gian này em bận việc nghiên cứu sinh, anh chưa thể nào gọi điện thoại giải thích với em được. Này, anh nghĩ tôi còn là trẻ con nên mới tin như anh thế à? Chính mắt tôi nhìn thấy hai người ôm nhau rành rành ra cơ mà. Anh sẽ kết hôn với cô ta. Nhưng sau khi cưới nhau, anh sẽ ly dị cô ta và quay về với em. Anh đang nói cái gì đấy? Cô ta là Kim, giám đốc của tập đoàn anh. Tập đoàn này cũng thuộc quyền sở hữu của gia đình Kim. Anh may mắn lọt vào mắt xanh của cô ta, nên anh không thể là bỏ lỡ cơ hội kết hôn với một người như thế được. Vì chỉ khi đó anh mới được chia tài sản và cổ phần của tập đoàn. Thôi anh im mồm đi. Anh nghĩ tôi còn tin anh à? Trong cái khoảng thời gian tôi miệt mài không dám bước nửa bước ra khỏi phòng nghiên cứu, thì anh đi ở ngoài hẹn hò với cô gái khác, xong bây giờ còn tính cả chuyện kết hôn nữa. Em phải tin anh. Anh chỉ yêu duy nhất một mình em thôi. Em thử nghĩ mà xem, anh mà tán được giám đốc của tập đoàn rồi thì anh chỉ việc ở bên cô ta thôi. Anh nói dối em rồi bắt em chờ đợi anh để làm cái gì? Chỉ vì anh quá yêu em và anh muốn dành tất cả những gì tốt nhất của anh cho em thôi. Sau khi cưới được cô ta, anh sẽ có tài sản, anh sẽ được chia cổ phần. Rồi đến lúc đấy em sẽ không phải sống trong khổ sở nữa. Em cứ cho anh thời gian đi. Anh làm tất cả mọi chuyện là vì em cơ mà. Chẳng phải em nói với anh là em cũng chán ghét cái nghèo lắm rồi sao? Thôi được rồi, em sẽ cho anh 3 tháng. Nhưng mà sau 3 tháng đấy anh phải chấm dứt chuyện này cho em. Làm đám cưới xong em phải lo nốt bao nhiêu việc tồn đọng công ty nữa. Em mệt quá. Vợ anh mấy nay vất vả nhiều rồi. À mà trợ lý bảo là việc chuẩn bị giấy tờ đăng ký kết hôn của vợ chồng mình đang gặp một chút trục trặc. Nhưng mà không sao, anh sẽ xử lý sớm thôi. Sang tuần vợ chồng mình chỉ cần ra phường ký giấy là được. Vâng ạ. À, anh bảo này, tên của em ở trên giấy tờ là Giang Nhi Kim thật à? Anh tưởng em phải có tên thuần Việt chứ. À, thì em sang định cư ở bên nước ngoài từ năm cấp 3 mà, thế nên không có tên thuần Việt nữa. Đây là quà tân hôn mà em tặng anh đấy. Anh xem đi. Anh đúng là số 1. Đi ra đây. Sao em lại đến đây? Nhưng vợ anh nhìn thấy thì sao? Vợ ngọt xót quá nhở. Sao tôi lại đến đây á? Tôi gọi điện thoại cho anh bao nhiêu cuối có nghe máy đâu. Anh bơ thôi mà. Thì tại giờ này anh hơi bận. Thôi được rồi, cứ coi như là anh bận đi. Nhưng mà anh kết hôn được 3 tháng rồi đấy. Nghe bảo là anh còn được chia tài sản với cả lên chức phó giám đốc tôi cơ mà. Đến lúc anh phải ly hôn rồi đấy. Anh biết là như thế. Nhưng mà 3 tháng thì hơi ngắn, chưa đủ thời gian để củng cố cái địa vị của anh nó vững chắc. Thôi, em cho anh xin thêm chút thời gian nhé. Không, thời gian qua là quá đủ rồi. Làm sao mà tôi có thể để một người đàn ông tôi yêu bên cạnh một đứa con gái khác được? Anh ly hôn đi. Không chịu được nữa, không chịu được nữa thì cút. Thời gian qua
tôi ở bên cạnh cô quá đủ mệt mỏi rồi. Tôi không biết là cô ngu thật hay là ngu giả vờ nữa. Cô nghĩ là tôi có thể dễ dàng từ bỏ tiền tài và danh phận ở bên cạnh cô á? Không có đâu. Tôi cứ nghĩ là cô sẽ an phận với số tiền mà tôi đưa cho cô, thì tôi sẽ coi cô là bồ nhí. Và thi thoảng tôi sẽ ghé qua cô, như thế là đủ rồi. Nhưng mà không, tiền cô cũng muốn, danh phận cô cũng muốn thì không được đâu. Bốn ạ, chẳng lẽ anh không coi mối tình chục năm của chúng ta là cái gì à? Có, tất nhiên tôi rất tôn trọng mối tình này. Thế nhưng mà cô muốn tôi phải chọn một trong hai thì chắc chắn tôi chọn tiền, chứ không phải là cô. Được, nếu mà đã như thế rồi tôi sẽ tung hô hết cho mọi người biết, đi nói với vợ anh tất cả mọi chuyện đấy. Cô không cần phải nói đâu, tôi biết hết rồi. Em, anh và cô Phương đây yêu nhau từ năm học cấp 3. Cô ta đang là nghiên cứu sinh, còn anh thì vừa là chồng của tôi, vừa là người yêu của cô ta, có đúng không? Tôi biết về anh nhiều hơn anh nghĩ đấy. Chồng yêu ạ. Thế có nhớ anh không? Tất nhiên là nhớ rồi. Em, đừng để chờ anh. Anh đi mua cho em chai nước để uống đỡ khát nhá. Giờ thì cô đã được chứng kiến bộ mặt thật của chàng trai mà cô dành hết tuổi thanh xuân cho chưa? Cuối cùng ấy thì anh ta cũng sẽ chỉ chọn tiền chứ không phải là cô. Mà tôi quên mất, bây giờ đến cả tiền anh ta cũng chẳng còn nữa đâu. Em nói vậy là sao hả Kim? Chức phó giám đốc của anh chỉ là chức phó giám đốc tạm thời, hợp đồng chuyển nhượng tài sản cũng là giả. Còn về phần giấy tờ đăng ký kết hôn thì chính tôi là người đã bảo trợ lý làm sai để trì hoãn nó đấy. Tôi và anh chưa phải là vợ chồng hợp pháp, thế nên anh đừng có mơ mà được chia tài sản. Sao ngay từ đầu cô đã biết anh ta như thế mà vẫn còn chấp nhận cưới anh ta? Tại vì tôi muốn chứng kiến hai người cắn xé lẫn nhau. Tôi muốn chứng kiến mối tình chục năm này tan thành mây khói. Tôi muốn biến anh thành kẻ phụ bạc và biến cô ta thành cô gái đáng thương bị phản bội. Này cô, tôi có làm gì cô đâu mà cô đối xử với tôi như thế? Không mà. Cả anh và cô ta đã từng làm tôi tổn thương rất nhiều. Hai người còn nhớ cái tên Kim Mỹ Lệ chứ. Không lẽ em là... Em... Tớ có món quà tặng cậu. Cậu tặng quà Valentine mình á? Cậu thích mình á? Người như cậu mà bày đặt thích tôi á? Em đây rồi. Nhìn đi, một con vịt xấu xí như này mà bày đặt tặng quà Valentine anh. Không biết nhìn lại bản thân mình à? Ảo tưởng vừa thôi. Cậu tên gì? Lệ. Kim Mỹ Lệ. Kim Mỹ Lệ á? Sao nghe cái tên đẹp mà chả giống với giao diện thế nhở? Ê nói thật nhá, trước khi ra đường ấy thì phải soi gương lại chứ. Nghĩ gì mà đòi tán được hot boy vậy? Non. Tôi chỉ thích những người xinh đẹp thôi, kiểu như Phương này. Còn cậu thì xấu quá, tôi xấu xúc phạm người nhìn luôn á. Tôi nhìn là thấy buồn nôn rồi chứ nói gì đến việc đi học. Cậu đấy, hôm sau cậu mà đi học là tôi tự giác nghỉ đấy. Cậu con bị xấu xí.
Mình không thể nào xấu mãi như thế này được. Mình phải cho hai người đó thấy mình sẽ đẹp như thế nào. Alo, bố à, con muốn đi sang nước ngoài để phẫu thuật thẩm mỹ. Alo, em liên hệ với ứng viên Phùng Văn Thắng, thông báo rằng anh ta được tuyển thẳng vào tập đoàn, không cần phỏng vấn. Ngày đó, khi bị chính người mình thích chế giễu và làm tổn thương, tôi đã thề rằng sẽ phải trở nên thật xinh đẹp và thành công, quay trở lại báo thù. Và bây giờ tôi đã hoàn thành rồi. Alo, giáo sư ạ? Dạ, em bị cho nghỉ ở phòng nghiên cứu ạ? Tại sao ạ? Em có quan hệ bất chính với người đã có vợ làm ảnh hưởng danh tiếng của phòng nghiên cứu ạ? À, có cả ảnh nữa ạ? Dạ không phải em đâu ạ, giáo sư ơi, dạ. Alo. Đồ khốn à, sao anh đi nói với mọi người là tôi là tiểu tam à? Đến bây giờ tôi bị nghỉ ở phòng nghiên cứu rồi đấy. Tại sao anh làm như thế với tôi? Không, cô bị điên à? Tôi không làm. Là tôi làm đấy. Cô, tôi muốn chứng kiến hai người mất cả tình lẫn tiền mà. Hai người nhớ lấy, kể từ giây phút này, hai người có ở đâu, làm gì thì luôn có tôi dõi theo ở đằng sau. Hai người khiến tôi tổn thương một thì tôi sẽ trả lại gấp 10 lần. Tôi sẽ khiến cuộc đời của hai người bị hủy hoại một cách từ từ và đau đớn. Anh ấy đã vứt chị đi như một cái rẻ rách rồi. Mà trong túi nhá, lúc nào chả có sẵn ba con chó. Hello tình yêu. Ơ, không nhận ra tôi à? Tôi vẫn còn đang mặc áo của chồng chị đây. Chị phải nhận ra chứ nhở? Ơ kìa, đang đứng nói chuyện với người khác mà dùng điện thoại là bất lịch sự đấy nha. Chị chỉ nói chuyện với những người có liêm sỉ thôi. Còn người như em ấy, chị không dám nhìn, bẩn mắt lắm. Chị ăn nói kiểu này, bảo sao mà anh Thắng anh chán chị đến tận cổ, phải tìm đến tôi đấy. Chồng chị đi ra ngoài xã nói chuyện cơm bữa rồi. Nhu cầu của anh ta cao mà hình như ấy là đi về giá từ 150 cho đến 300.
Không biết em là loại nào nhỉ? 100 giờ hay 300? Này, chị ăn nói cho cẩn thận nhá. Tôi là bồ của anh Thắng, bồ danh chính ngôn thuận đấy. Em ơi, đừng có nói câu danh chính ngôn thuận ở đây đi. Chị nghe chị nực cười lắm. Mà em nói xong chưa? Chị đang hơi bận. Chưa, bây giờ mà đến ý chính đây. Chị ly hôn với anh Thắng đi. Câu này là cô tự tìm đến nói đúng không? Chứ anh ta không ép. Tôi nói cho cô biết, anh ta có chết cũng không dám ly hôn tôi đâu. Đúng, tại vì chị đang cầm rất nhiều cổ phần của công ty anh Thắng, thế cho nên anh mới không dám ly hôn. Nhưng mà phận đàn bà với nhau ấy, thì tôi khuyên thật, chị nên giữ lại một chút tự tôn cho bản thân mình đi. Anh Thắng anh ấy đã quyết định bỏ chị để theo tôi rồi, thì chị còn cố níu kéo làm cái gì? Anh ấy đã vứt chị đi như một cái rẻ rách rồi ấy, thì chị càng níu kéo thêm, càng thêm nhục nhã ê chề mà thôi. Được, tôi nhận cái tát này của chị, coi như là chị đồng ý ly hôn rồi nhá. Mà khoan đã, trước khi đi tôi phải gửi cho chị vài ba bức ảnh thân mật của chúng tôi đã chứ nhỉ? Sao? Trông chúng tôi thân mật và cuốn quýt lắm đúng không? Anh ấy nói với tôi ấy, là anh ấy thích ngủ với tôi lắm, vì tôi chiều chuộng anh ấy. Chứ không như bà vợ già xấu xí ở nhà, lúc nào cũng cứng đờ như khúc gỗ ấy, tụt cỡ hứng. Thôi, tôi đi về với anh Thắng đây. Bye bye bà chị khúc gỗ nhé. Alo, theo dõi tung tích chồng tôi với con trà xanh này đi. Tôi chuẩn bị hành động đi. Đứng đấy chờ anh, để anh chạy vào lấy xe cho đỡ mỏi chân. Vâng ạ. Ôi giời, ôi giời ơi, mắt nó chẳng mũi để đâu không biết nữa. Xin lỗi chị, túi của chị đây ạ. Đưa đây. Con dở hơi này, trời thì nắng nóng, mặc áo khoác phao làm cái gì không biết. Bực của mình. Anh ý. Bắt anh chờ á. Kệ anh. Đều nước đi. Ok đấy nhở. Này, ông bạn quen người yêu tôi à? Sao cứ nhìn người yêu tôi cười thế? Ơ, người yêu à? Thế mà cứ tưởng... Tưởng là làm sao? À, không có gì, uống nước đi. Thẳng hầm. Kệ đi. Anh yêu, tối nhớ sang nhà em sớm nhá. Em có quà bất ngờ dành cho anh đấy. Có quà cho anh á? Thế thì để ngày mai anh sang lĩnh nhá. Sao lại là ngày mai? Thế đêm nay anh không quà với em à? Anh vừa với hôm qua ở đấy xong á. Anh đã nói với em rồi, một tuần anh chỉ sang nhà em được 2-3 lần thôi. Không vợ anh mà phát hiện ra nó lồng lên thì đến lúc ấy mệt cả hai đứa đấy. Lồng lên thì làm sao? Anh nhìn mặt em xem có giống sợ vợ anh không? Em không sợ, nhưng mà anh sợ. Anh sao nó cứ cười với em vậy? Nó quen em à? Em có quen anh ta đâu. Đúng rồi, làm sao mà dám nhận là khách quen trước mặt người yêu được. Đây này, nhìn kỹ đi. Ưng không? Hàng của tao ấy, lúc nào cũng phải ngon. Trông con bé thế thôi, nhưng mà nước nôi nha, đầy đủ lắm. Thế số giá như nào? Có 100.000 nháy thôi mà. Gái ngành bây giờ là đang cạnh tranh nhau, mất giá lắm. Nói thế là sao? Sao anh hỏi em làm sao mà biết được? Em còn chưa gặp hắn ta bao giờ. Ê, có khi nào là hắn ta cố tình vu oan cho em không? Anh phải tin em chứ. Mà cái gương mặt đấy nhá, cái body kia nhá, không thể nào tôi quên được luôn. Mà tôi nhớ là cô ta còn có cái nốt ruồi son ngực bên trái to lắm. Hôm ấy là tôi còn đấy, nhận làm sao được mà. Bây giờ cô giải thích sao đây? Cô nói là chỉ mình tôi nhìn thấy cái nốt ruồi son trên ngực cô cơ mà. Đúng là cái đồ đàn bà đi thôi ạ. Ơ kìa, anh chắc chắn là có hiểu lầm gì ở đây rồi. Em không phải là người như thế. Đúng là không nên nghe đĩ kể chuyện, nghe nghiện trình bày. Khách vip của nó đấy, thế mà gặp nó phủi luôn, bảo không quen đấy. Nó chối ghê vậy, hay có khi nào mà nhìn nhầm thật không?
Nhầm làm sao được bạn. Tôi còn nhớ như in nhá, là hôm ấy là nó đưa tôi một đống các visit nhà nghỉ. Nó bảo tôi là thích chọn cái nào thì chọn. Đấy, mà trong túi nhá, lúc nào chả có sẵn ba con sói. Gái ngành lâu năm giờ nó chuyên nghiệp lắm, lúc nào cũng phải đầy đủ. Nhầm làm sao được mà. Thế đây là cái gì? Em bị oan mà. Không hiểu tại sao lại có mấy cái thứ này ở trong túi em luôn ý. Ôi dồi ôi, đi đứng cái kiểu gì không biết tắt mũi nhảy đâu đây. Xin lỗi chị, túi của chị đây ạ. Đưa đây. Con dở hơi này, trời thì nắng nóng, mặc áo khoác phao làm cái gì không biết. Bực mình. À, đúng rồi, vừa nãy lúc em đợi anh đi gửi xe, có một con bé nó va vào người em. Chắc chắn nó là đồng loại cái thằng kia. Nó cố tình gài mấy cái thứ này vào trong túi em để đổ oan cho em đấy, anh phải tin em chứ. Cô im mồm đi. Làm sao mà tôi tin cô được? Cô nói dối cái gì cũng trơn tru thế à? Người ta không quen không biết, người ta hãm hại cô làm cái gì? Đúng là không thể tin lời đàn bà đi thoa mà. Đúng, đúng là không nên tin. Giờ mày mới nhận ra, ngu thế. Mặt mũi này trông cũng sáng láng, thế mà lại đi úp mặt vào cái bể phốt công cộng à? Chăn rau ấy là phải chọn rau sạch mà chăn, hiểu chưa? Đúng, chả biết gì về đời. Khốn nạn thật. Của công tôi yêu thương chăm sóc chiều chuộng cô, thế mà cô dám lừa gạt tình cảm của tôi à? Cô biến tôi thành một thằng ngu rồi đấy. Anh em giải thích cho anh Nam. Cái đấy. Anh Nam á? Cô nhầm tôi với thằng nào à? Khách quen à? Không, Nam là sugar đấy, là tên người yêu cũ của em. Em nhầm thôi mà anh. Từ bây giờ tôi không muốn cô nói thêm một lời nào nữa. Và tôi không muốn cô xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi là người sòng phạm. Từ lúc quen cô đến giờ tổng cộng là 20 cái, ở đây có 2 triệu. Không thừa không thiếu một xu. Chúc cô buôn may bán đắt. Ơ kìa. Anh Thắng. Cái thằng khốn này tao quen. Đâu rồi? Tưởng cặp kè đứa nào, lại hóa ra cặp kè đúng có Sugar Baby nữa. Mà như thế có khác gì là dùng chung đồ bẩn với thằng khác đâu. Gì? Bị mắc bệnh nam khoa à? Thì cũng đúng thôi, con ý bừa phứa như thế cơ mà. Mà còn chưa kể, không biết con đấy có phải là gái đứng đường hay gái gọi nữa không. Mà nếu mà đúng như thế thì em còn chết nữa. Thì có gì nói chuyện sau nhá. Em tưởng là hôm nay anh đi gặp khách anh về muộn mà. Sao về sớm thế? À, hôm nay khách người ta có việc nên giờ lịch sang hôm khác rồi. Mà anh về sớm em không thích à? Có. Mà này, anh bảo này, anh thấy là anh nên thay cho em cái ghế rồi đấy, em cần không? Thôi, mua làm gì, dù sao cũng chỉ là văn phòng trong nhà thôi mà. À mà này, hay là tối nay em nấu cơm cho chồng nhá. Chứ dạo gần đây chồng bận ấy, chồng chán cơm với em gì cả. Đúng rồi đấy, anh nhớ cơm vợ nấu lắm rồi. Mà anh hỏi này, em nói chuyện gì mà nghe nghiêm trọng thế? À, ông Toàn học cùng lớp đại học với em. Chả hiểu sao ấy, đang làm sếp to như thế, vợ đẹp con ngoan thì không chịu, lại đi cặp kè với một con khác. Mà nhá, con đấy còn làm sugar baby cho các đại gia cơ. Còn quan trọng hơn là con đấy cặp với 10 ông cùng một lúc. Nghe đáng sợ nhỉ vợ nhỉ? Ừ, lúc mà ông ấy biết như thế nhá, ông ấy chia tay luôn. Cứ tưởng chia tay xong là xong, ai ngờ ấy lại còn bị mắc bệnh nam khoa cơ. Lén lút đi đến phòng khám, ai ngờ bắt gặp ngay người quen. Thế là ông ấy nhục, có dám ra đường đâu. Cái ông này, ông ấy ngu thật đấy nhờ bảo nhờ. Ngu nhờ. Cái này ấy phải gọi là quá ngu chứ không phải ngu. Làm gì có ai thông minh và sáng suốt như chồng em đâu. Mà em bảo này, chồng có phải công nhận không, cơm nhà vẫn luôn là nóng hổi đợi chồng về. Chứ mà cơm đường cháo chợ ấy mất vệ sinh lắm, bệnh lúc nào cũng chả biết đâu. Đương nhiên đối với anh, cơm vợ lúc nào cũng là số 1. Bây giờ vợ đi nấu cơm cho anh ăn đi. Thế thì anh đợi em một chút, em xuống siêu thị mua đồ nhá. Ừ. Cậu diễn tốt đấy.
chồng tôi về mặt tái mét luôn. Em cảm ơn chị, lần sau có vụ gì chị cứ ứng em nhé. Ừ. Nhưng mà em công nhận đấy, kịch bản của chị hay thật đấy. Cái quả nốt ruồi son à, chí mạng luôn. Nếu không nhá, anh Thắng không bao giờ tin là em ngủ với ta rồi luôn đấy. À, nhưng mà sao chị biết được là ngực của ta còn nốt ruồi son là gì? Mà khoan đã, trước khi đi tôi phải gửi cho chị vài ba bức ảnh thân mật của chúng tôi đã chứ nhỉ? Sau vụ này, chị sẽ giả vờ là chị không biết chuyện anh ngoại tình. Làm sao mà tôi coi như không biết được? Tôi phải cho anh ta biết cái giá phải trả sự phản bội nó cao như thế nào. Đây mới chỉ là bước khởi đầu thôi. Dạ vâng. Alo. Hóa ra vụ ở quán cà phê là do Phương sắp xếp. Cậu là tay sai đúng không? Điều đó không quan trọng. Quan trọng là sắp tới vợ anh sẽ có rất nhiều kế hoạch để trả đũa anh. Cậu có ý gì? Đơn giản là tôi là người duy nhất có thể giúp anh trong vụ này. Phải làm thế nào để cậu đứng về phe tôi? Tiền vợ anh trả tôi bao nhiêu thì anh phải đưa tôi gấp 4. Cô đến rồi đấy à? Ô, Thắng đây à? Cô đến rồi đấy à? Không nhìn thấy hay sao mà còn hỏi? Thế mọi người đến đủ chưa? Tớ đợi nãy giờ đã có ai đến đâu. Chắc là hôm nay cũng ít người đi ý mà. Thì đương nhiên, mấy cái con người thất nghiệp nghèo hèn đấy làm sao mà dám vác mặt đi họp lớp được. Mà không quan trọng, chỉ cần có những cái nhân tố hào quang rực rỡ như tôi đi họp là đủ rồi. Hello. Ô, Linh à? Linh phải không? Ừ. Trời ơi, lâu lắm không gặp. Tớ không nghĩ hôm nay cậu đi đâu đấy. Ừ, mấy lần trước tớ cũng muốn đi lắm. Nhưng mà do bận công việc nên là không đi được. À, Thắng à? Linh à? Sau bao lâu không gặp tưởng làm cái nghề gì chứ. Giờ lại làm cái nghề shipper thấp kém này à? Không phải, tớ là... Mà làm shipper thì làm sao? Cậu vừa nói cái gì cơ? Thấp kém á? Thì chả thấp kém thì còn là cái gì nữa? Cái nghề của cậu suốt ngày mài mặt ngoài đường đi cung phụng người khác ấy, thì không thấp kém thì còn là cái gì? Tôi cũng thấy nể cậu thật đấy. Sao mà cũng dám vác mặt đi họp lớp cơ đấy. Tôi nói các cậu, hôm nay họp lớp mà, chúng mình phải hoan hỉ chứ. Thắng, cậu vào trước đi. Tớ dắt xe cho Linh, theo tớ vào sau. Tớ dắt cho. Sao không? Đấy không phải chỗ cho cái loại nghèo hèn như cậu ngồi. Cậu đối xử với bạn học cũ như thế đấy à? Thì sao? Thôi nào các cậu, bỏ qua hết chuyện khác đi. Mình gọi đồ nhá. Tôi uống xoài, Thắng uống gì, Linh uống gì? Cho tôi nước ép dứa đây. Đơn đấy nhận đi. Có ship từ dưới quầy lên trên này được tận 50.000. Lời thế còn gì nữa, tranh thủ vào làm việc đi. Cậu... Này Thắng, tôi thấy cậu quá đáng lắm rồi đấy. Cậu đừng làm khó Linh nữa. Tôi sẽ là người đi lấy. Nước đây, các cậu uống đi. Cảm ơn nhá. Dạo này cuộc sống có ổn không? Công việc thế nào rồi? Tôi cũng bình thường thôi.
làm văn phòng ấy mà. Nhưng mà đợt này ấy, tôi đang muốn nhảy việc, đang đăng ký vào tập đoàn Windy ấy, để làm việc, đang đợi kết quả. Tập đoàn Windy á? Cái gì cơ? Tập đoàn Windy á? Cậu đăng ký ứng tuyển cái gì ở đây đấy? Tôi cũng mới ứng tuyển vị trí quản lý ở đấy xong ấy. Cậu đăng ký nhân viên kinh doanh, nhưng mà sợ không được, tại vì đi khó quá. Khó gì? Đấy là do cậu rốt, cậu không biết dùng cái này và cậu không biết đi cửa sau. Tôi quen bà chị tuyển dụng bên đấy. Tôi hứa với bà là nếu như bà ấy cho tôi đỗ cái phần phỏng vấn thì tôi sẽ tặng bà ấy một chuyến du lịch nước ngoài. Ui, thật á? Đi nước ngoài cả trăm triệu nhỉ? Đương nhiên, tôi đi như đi chợ nên là tôi biết mà. Thế nhưng mà quan trọng á là ông phải biết dùng tiền, dùng cái này này. Chứ còn mọt sách cù lần như ông lại còn không có tiền nữa thì biết bao giờ mới thăng tiến được. Mãi là thằng nhân viên quèn thôi. Như thế thì có gì đáng để tự hào? Cậu làm như thế là đút lót cho người ta, là gian lận trong tuyển dụng đấy. Con shipper này, nãy giờ tao nó không thèm đả động gì đến mày rồi mà còn thích chõ mõm vào chuyện của tao à? Cái công việc của mày là suốt ngày mày mặt ở ngoài đường chứ biết cái gì mà nói. Mày mà không câm miệng mà tao đuổi cút mày về đấy. Này, đây là quán cà phê chứ không phải nhà của cậu. Đây cũng là buổi họp lớp chung chứ không phải tiệc riêng của cậu mà có lên mặt với tôi nhá. Dậy. Thắng, cậu làm thế là sao? Tao thích làm như thế đấy. Căn bản là tao ngứa mắt. Tao không muốn mày ngồi chỗ này. Mày ngồi đây toàn bốc lên mùi nghèo hèn, mua chối thôi, tao không chịu được. Còn sao? Nhìn gì? Mày mau dọn cái chỗ hướng dương này đi, rồi tao sẽ quay, tao đăng lên nhóm lớp để cho cả lớp biết cái sự thê thảm của mày như nào. Này, cậu đừng xúc phạm Linh chứ. Việc của mày à? Mày dám tát tao à? Ờ, tát cho cậu tỉnh ra đấy. Đừng có nhìn vào quần áo hay nghề nghiệp của khác mà đánh giá người ta. Cuộc đời này có nhân có quả cả đấy. Em ơi, chị xong việc rồi. Tài xế đưa chị đến để trả đồ. Dạ vâng ạ. Thắng, sao mày ở đây? Mày bảo cuối tuần mới đi làm thêm cơ mà. Ờ, chỉ là em mà quen Thắng với Linh đi ạ. À, chị là chị của Thắng. Chị làm shipper hay ship đồ đến tập đoàn Windy. Cô Linh là chủ tịch, chị hãy ship đồ cho cô ý. Cái gì? Cái gì? Chủ tịch? Ừ. Chủ tịch tập đoàn Windy? Ừ. Nhưng mà sao chủ tịch lại mặc đồ shipper được? À, nãy chị có việc không kịp về thay đồ nên là đổi đồ với cô Linh đây. À, em xin lỗi chị nhá. Chị đến từ lâu rồi mà giờ em mới xuống được. Tại em đang bận họp với đối tác nên là không thể ra ngoài được. Chị thông cảm giúp em nhá. Không sao, chờ đợi khách hàng để đưa đồ đến tận tay là trách nhiệm của shipper bọn chị mà. Này, em cảm ơn ạ. Em ơi, cho chị hỏi mấy giờ rồi được không? Bây giờ là 10 giờ rồi ạ. 10 giờ rồi á? Tôi chết rồi. Chị đang vội đi đâu ạ? À, hôm nay chị có hẹn bên ngân hàng để xét duyệt khoản vay. Mà người ta hẹn 10 rưỡi, bây giờ còn chưa về thay quần áo. Lỡ mà bây giờ chị sang đấy, người ta thấy ăn mặc lâu thôi lại không cho vay thì chết. Hay là bây giờ chị em mình đổi đồ cho nhau đi. Trông tặng người chị em mình cũng xem nhau mà. Đẹp mà, không phải ngại đâu. À, chị đợi em một chút nhá. Alo, cậu đánh xe ra trước cổng công ty đưa chị shipper đến ngân hàng giúp tôi nhá. Ơ, thế còn chị thì sao ạ? Lát nữa chị có lịch đi học lớp mà, chị quên rồi ạ? À, ừ nhờ, tôi quên mất. Nhưng mà thôi, không sao đâu. Đi học lớp thì cũng không cần phô trương cầu kỳ quá làm gì đâu, tôi tự lo được. Cậu cứ chở chị shipper đi đi nhá. Giờ chị đi ô tô của em nhá. Chứ chị mặc váy này đi xe máy không tiện đâu. Còn chiếc xe máy này của chị thì cho em mượn một chút nhá. Mà tao ra ngân hàng để vay tiền trả nợ cho mày đấy. Tao còng lưng đi kiếm tiền để nuôi mày, mà bây giờ mày đi nói dối tao đi ăn chơi đàn đúm như thế à? Hả? Nợ nần thì ngập đầu ra đấy, mà vẫn quần áo hàng hiệu này. Bên ngoài thì bóng bẩy, bên trong thì rách nít không một xu tiền túi. Đúng là sống sao thì gặp quả báo như vậy. Thường những người tỏ vẻ thượng đẳng, khinh bỉ người khác thì bên trong lại rỗng tuếch. Thắng nhở, ưu điểm duy nhất của cậu chắc là có được một người chị tốt bụng như thế này đấy. Linh à? Không, chủ tịch. Tại vì mình không biết nên là thôi cho mình xin lỗi, tha thứ cho mình nhá. Người cậu cần xin lỗi nhất là chị của cậu đấy. Đúng ra là cậu sẽ không được nhận vào tập đoàn của tôi đâu.
Nhưng mà vì nể người chị tần tảo của cậu và để giúp cậu trả nợ, tôi sẽ cho cậu vào làm trong tập đoàn của tôi, nhưng ở vị trí nhân viên. Còn Cường, cậu chính thức được nhận vào làm ở tập đoàn Winnie, nhưng là vị trí quản lý. Thắng sẽ là nhân viên dưới trướng của cậu. Tập đoàn của tớ rất cần những người quản lý khiêm tốn và tử tế như cậu đấy. Tớ cảm ơn Linh. Em ơi, chị cảm ơn em nhá, vì đã bỏ qua thằng em trời đánh của chị. Còn không mau cảm ơn đi ạ. Cảm ơn chủ tịch.